những ngày tháng 9 vừa qua, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, APA đã phối hợp với địa phương, tổ chức đoàn công tác thăm và khảo sát hệ thống các trường học trên địa bàn khu vực APA để tìm phương án giúp đỡ chính quyền địa phương và các em học sinh bản địa. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn khu vực APA có khoảng 10 trường học lớn, nhỏ. Trường thấp nhất có gần 200 học sinh ở cách trung tâm APA 20 km, trong điều kiện đường xá vô cùng khó di chuyển. Trường đông nhất gần 3.000 học sinh, được tập hợp từ 7 trường khác nhau về một đầu mối đào tạo. Số lượng giáo viên trong các trường học tương đối hạn chế, hầu hết là giáo viên tình nguyện từ các quốc gia châu Phi khác đến hỗ trợ giảng dạy, do giáo viên người bản địa ít, trình độ chuyên môn không cao, không đồng đều. Vấn đề nan giải nhất đối với tất cả các trường học ở đây là cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn phòng học, nhà ăn, nhà vệ sinh. Nhiều trường có số lượng học sinh rất đông, tuy nhiên số phòng học chỉ trên dưới 15 phòng, dẫn đến mỗi lớp học phải chứa ít nhất 100 đến 150 học sinh.